Trước tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, cuối giờ chiều qua, Thường trực Thành ủy đã tổ chức đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa ngập, nguy cơ sạt lở trên địa bàn thành phố. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế tại một số điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến kiểm tra sông Túy Loan tại khu vực cầu Giăng và cầu Cống 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các ngành đơn vị liên quan cùng với địa phương tập trung phát quang, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, xử lý các vật cản hai bên bờ để ứng phó trước mắt với mưa lũ. Về lâu dài, cần có kế hoạch nạo vét lòng sông hàng năm, nâng độ cao các cầu qua sông để đảm bảo giao thông mùa mưa lũ. Tại khu dân cư đoạn qua điểm trường Lâm Quang Thự, xã Hòa Phong, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương bên cạnh các giải pháp trước mắt để chống mưa ngập, các ngành địa phương về lâu dài cần nghiên cứu phương án đầu tư đê kè làm giải pháp căn cơ cho tình trạng ngập cục bộ tại đây. Thị sát tại một số nơi ở xã Hòa Phú chịu sạt lở từ đường vành đai phía Tây 2, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Hòa Vang phối hợp cùng các ngành đơn vị nghiên cứu phương án chống sạt lở đất đá từ công trình xuống nhà dân khu vực lân cận, đồng thời đề nghị các lực lượng thường xuyên ứng trực, sẵn sàng chủ động các phương án để ứng phó kịp thời với tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay. Tôi đề nghị công chí ở những thời điểm này là phải đảm bảo 100% quân số lực lượng để ứng trực để xử lý các cái tình huống có thể xảy ra. Cái mưa nó kéo dài như này thì cũng như tôi sạt lở rất lớn. Hòa Vang thì cái đấy là mình phải đặt tay hàng đầu. Bí thư Thành ủy ghi nhận những biện pháp và nỗ lực của huyện cùng các ngành chức năng trong công tác phòng ngừa ứng phó và giảm thiểu thiệt hại của thiên tai trên địa bàn, đồng thời đề nghị cần tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đúc rút thời gian qua để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn trong mùa mưa bão.